Hello, mình xin chào toàn thể anh em. Hôm nay thứ bảy, chủ nhật cuối tuần, mình live nó hơi bị muộn một chút xíu. Rất mong anh em đón xem clip video. Những anh em nào chưa đón xem thì chúng ta hãy chia sẻ để cho tất cả anh em thợ còn xem. Bởi vì kiến thức, người nào biết thì người cứ chia sẻ. Anh em nào biết rồi thì chia sẻ cho những anh em chưa biết. Bởi vì kiến thức là vô bờ bến và tùy theo vào cái trí nhớ của chúng ta. Thì tất cả hôm nay anh em nào ok vào bổ qua sẻ. Bởi vì kiến thức của tất cả mọi người nó còn khá là hạn hẹp. Ok, hôm nay chia sẻ hết cả công nghệ cho anh em và chia sẻ cho anh em lắp cộng sin. Có rất nhiều anh em tháo ra thay được cái tụ bơm mà cái cộng sin bơm xăng này chúng ta đưa vào nó đau khổ cuộc đời. Đầu tiên nó sẽ là công nghệ, sau này chúng ta sẽ lắp trụ bơm. Rồi, chúng ta bây giờ tháo bốn con ốc này ra, lấy trụ bơm này ra ngoài luôn. Ok, rồi trụ bơm này không có sin. Rồi cái này chúng ta sẽ chia sẻ sau nhá. Cái này chỉ cần lắc là tụ bơm này rớt thôi, rồi cộng sin bên trong bỏ, ha, tí mình sẽ thay thế. Thì cái này xét rồi thì anh em lau chùi, thổi cái. Rồi, ok. Thì đầu tiên lắp cái này chúng ta sẽ bỏ qua đi. Ở cái này mình sẽ bàn giao, tí nữa mình sẽ lên toa và ngày mai mình phải tiếp tục chạy Phú Yên rồi. Đó. Thì mình quay mặt lại xin phép chia sẻ với anh em tí. Rồi, cảm thấy anh em nào xem cái video cái clip này hay thì mọi người chia sẻ nhá, chia sẻ thì Tuấn không đọc được cái comment nhỉ. Bữa nay Facebook nó khá là bóp này, chúng ta rất khó để đọc. Và một tuần mới mình cũng xin phép mọi người, nó hơi bị ấy một tí, mình đã đổi qua cái tông màu xanh. Hôm nay mua vào cái shop, mình mua đôi dép này 45.000. 45k thì về nhà anh em thợ thì bảo sư phụ mua hay đắt, bảo vì ăn vào shop ăn mua. Nếu thật sự hôm nay anh cố gắng ăn đi vào tạp hóa ở trong chợ thì anh mua chắc nó khoảng tầm 35.000, thì người ta bán shop 45.000 bởi vì tiền thuê mặt bằng nhân viên mà. Đấy đó anh em. Rồi ba người chơi, nếu anh em nào còn ngủ, làm cái nghề này chúng ta ít ngủ thôi. Đó, làm nghề này chúng ta ít ngủ. Và những anh em nào chưa biết thì hãy truy cập vào cái trang fanpage, nhấn theo dõi, theo dõi. Theo dõi là được. Cứ một lần thì Tuấn like là mọi người sẽ biết. Theo dõi. Ok. Rồi nhà mình cũng chẳng tìm ra mình đây nữa. Rồi. Mình sao bữa này nó mất luôn Facebook bữa này, bóp ghê thật. Bóp như bóp nhái. Trang khó thế nhỉ, cái bút này bóp ghê thật. Chia sẻ anh em, chia sẻ. Đây rồi, phải đi tìm, đang theo dõi mà vẫn bị mất đâu, không thấy đây. Lại đây nhỉ, luôn mở cửa đây. Đó. Đấy thì rồi mình đi tìm lầu này. Đó, lại mất. Lạ thế này. Đó, ok. Vọc ghê thật. À. Thì ngày mai chủ nhật mình sẽ chạy một chuyến đi Phú Yên để cho km nó lên, cho nó tăng nhanh để khoảng 2 tháng nữa mình lấy bằng. Và mình lấy bằng xong thì cái niềm vui đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì mình mới sẽ mua ô tô. Và tất cả khu vực miền Trung, nếu anh em nào mua phụ tùng, đặc biệt máy móc nhá, mình sẽ đánh xe giao tới tận nhà cho mọi người, mình sẽ ở mọi người hai ngày đấy, mình bàn giao công nghệ máy móc, mình chỉ mọi người full về FI, mọi người đồng tình không? Đồng tình đâu mọi người đấy, đồng tình cho xin cái ok đi, chia sẻ mặt like lên nào. Đó. Bữa nay mình đổi dép màu xanh là mọi người biết rồi, mình ngày xưa mình đi hay đi đôi dép nhựa màu đen thì đôi khi mình đi ra ngoài đường người ta không nhìn thấy mình đấy. Mọi người hiểu không? Đấy, không nhìn thấy mình.
thì mọi người ok không? Tất cả anh em khu vực miền Trung trước khi mình có một cái lịch trình đi để chưa biết nói điều gì, bởi vì thời gian mình lấy bằng và mua xe nó phải tầm khoảng gần 3 tháng đấy không? Nói chung là trong năm nay mình phải cố gắng hết khả năng. Đấy. Còn khi mình mua xe mà nó bị thiếu thì mình lên trên Facebook này mình kêu gọi. Đấy, không xin của mọi người đâu. Những anh em nào khá giả cho mình mượn mỗi người 1 triệu. Đấy, để mình mua cái xe bản cho nó đủ tí. Mọi người đồng tình không? Đấy, rồi, nếu anh em nào yêu mến thì Tuấn thì cho mỗi người 1 triệu khi nào mình kêu gọi. Anh em ơi, ủng hộ góp cho Đình Tuấn mỗi người cho mình mượn 1 triệu nộp tài khoản Tin Tin, cho mình cái số điện thoại tên để mình ghi chép vào sổ để sau này mua phụ tùng mình trừ nợ. Hay nữa là anh em nào không mua phụ tùng của mình thì mình sẽ chuyển khoản trả trong vòng khoảng tháng. Được không anh em? Đây, giờ để ok cái nào nghe nói mượn tiền cái im ru nha, nghe cái mượn tiền mua ô tô cái im ru, nhanh lên nào đúng không? Đấy thì kế tiếp mình sẽ có ô tô, mình sẽ đi thăm anh em được nhiều hơn đó. Những anh em nào mua máy nào ở phụ tùng nào ở cái nơi nào đó đúng không, hoặc là mua máy về Đình Tuấn tất tại nhà, anh em chỉ cần đổ xăng cho mình thôi. Đổ xăng cho mình thôi đó Tuấn ơi. Thôi trời ơi, từ ăn xa em bao nhiêu cây đâu, 100 cây số, hơn 100 cây ơi, em đổ xăng cho. Đấy, anh lên em chuẩn bị 2-3 con xe, hoặc là anh em kêu gọi đấy, anh em mình tập trung cứ FI khóa sở một cây, mình ở lại vài ngày free hết. Tư vấn cho anh em chỉnh sửa lại cửa hàng mình làm sao setup lại cho nó gọn đấy, đi cái bài toán gì ở khu vực nhà mình cần phải đánh chiến lược gì, mọi người ok không? Ok lên đấy. Đấy, tính là thế mới đi gặp được anh em nhiều. Đầu tư con xe giờ mất lô đất mọi người ạ. Đầu tư con xe thì bây giờ mình chẳng đi đâu, mình sửa xe không mà, thì trước sau cũng phải mua đó, đi để gặp anh em. Còn bây giờ mình biết là mình mua xe, bây giờ mình phải bán lô đất, chứ tiền đâu ra bây giờ mọi người. Đấy, phải bán lô đất. Đấy, mọi người chia sẻ cho em nào, để tí nữa vào cái công nghệ này chứ. Đầu tiên là chúng ta phải là khúc dạo đầu. Bây giờ đi yêu cũng vậy thôi chứ, đầu tiên phải đi em ơi, alo, hôm nay em rảnh không cưng ơi, anh mời em đi ăn xin tố hoặc là đi chơi chứ, chẳng lẽ em mới vào cái em ơi đi nhà nghỉ đúng không, vừa xem vừa chia sẻ lên em. Trời, nhanh lên nào, mới nghe mượn tiền mỗi người 1 triệu bạc mà mỗi người lại nghe có vẻ là lại sợ không trả, rồi không trả thì đi toán bán phụ tùng trừ nợ chứ, nghe không mọi người, hiểu không? Mình thì mua con xe khoảng tầm hơn 800 nha anh em. Ý định thì trong đầu là mua Creta rồi đấy, Hyundai bản cao cấp nha mọi người. Nó có 3 bảng tiêu chuẩn đặc biệt cao cấp. Tiêu chuẩn nó rẻ. Đặc biệt cao cấp, gọi là từ người ta gọi là tiêu chuẩn đặc biệt rồi, nó phải lên thêm một chức nữa là cao cấp. Em làm con 5 chỗ đuôi cụt thôi. Đấy, ở đằng sau đủ chở 20 thùng nhớt, chưa kể là 3 băng ghế đằng sau nữa mọi người, hiểu không? Chất máy sờ mất tuôn phụ tùng bi bọc, em chỉ chở cái đó thôi, còn riêng nước tẩy là riêng nước tẩy mà anh em nào lấy nước tẩy là em phải mua thùng xốp, lỡ may mà bây giờ chạy nó dòng rồi nước tẩy nó đổ ra thì nó giờ vào sàn xe thì tiêu. Em đầu tư 2 thùng xốp mọi người yên tâm, nó để đằng sau ấy, cốp đó. Anh em nào nước tẩy Tuấn ơi 5-10 bình ok đấy, mọi người cảm thấy ok không? Nghe buổi tối nay livestream anh em ít xem quá nhỉ, 36 người. Thì tối giờ mình hơi bị bận, mình đang phải học lý thuyết anh em ạ, nên tối rồi 10 giờ mới tiêu, chán thật. Livestream đúng 10 giờ nhiều ăn, bây giờ ôm chị nhà ngủ. Thất bại này, livestream nghe mượn tiền mọi người thất bại. Em là không dùng bán tải, em có làm gì đâu dùng bán tải, em có mua bán xe nữa đâu, bỏ xe rồi, em chỉ chở phụ tùng thôi. Rồi bây giờ em mới nhịp một cái nào, khoảng 2 tháng thì em lấy xe có bao nhiêu người cho em mượn 1 triệu nào. Nếu em lên livestream em bảo thôi mọi người ủng hộ mỗi người thì Tuấn ủng hộ cho mượn 1 triệu, bao nhiêu người trong này đồng tình cái nào, để chúng ta quay lại về công nghệ đi. Hôm nay chỉ cần mô phỏng nhịp một cái thôi, hôm nay coi như chúng ta dạo qua một khúc nhạc. Dạo qua khúc nhạc. Anh em là ok cho mượn 2 tờ cho săn. Ok, bấm ok, cứ thả tim luôn. Ok. Đấy, thử xe nào ở đây được mấy người ok nào. Nào.
Đấy, rồi Gia Lai, Kon Tum, rồi Phú Yên, rồi Nha Trang, rồi Khánh Hòa, rồi Quảng Nam, rồi Đà Nẵng, rồi Quảng Ngãi, rồi Quảng Nam, rồi ok hết. Đúng không? Tới ở với anh em 2-3 ngày luôn. Nhà anh em ăn gì mình ăn đó, đừng có nhậu nhẹt. Xe cộ anh em cứ mang ra mình chỉ nhiệt tình hết. Xong mình đánh xe mình quay đầu. Thế thôi đúng không? Anh em khu vực đấy, bạn bè nào chiến hữu tới hết. Đấy, mang 2-3 xe bạn. Mình mang máy tận giường mình phục vụ cho mọi người. Được chưa? Đấy, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Kon Yết gì đấy. Đúng không? Đấy, anh em phụ cấp cho mình tí tiền xăng. Đấy, mình bỏ công tới tận nơi cho mọi người luôn. Đồng tiền đâu nào? Đồng tiền bấm ok mỗi người. Có sao em quỵt không? Đấy, em cảm ơn tất cả tấm lòng của mọi người. Đó, cho em mượn mỗi người 1 triệu. Nếu mọi người là không mua hộ tùng thì một tháng sau em sẽ chuyển khoản. Hy vọng là 100 người em sẽ có 100 triệu. Không lừa mọi người đâu. Muốn thiếu tiền dùng cái bản nó cao cao tí. Bởi vì loa bâu, loa bót nó phải dùng ok, nó chân lật nhau cái loa và cái nội thất không, nó chân lật nhau khoảng 70. Đó. Đấy, dự tính em là mua con Creta, tính làm túc sơn mà thôi, em còn phải xây nhà mọi người ạ. Đấy. Ok. Đấy, tất cả anh em khu vực em mang xe. Thôi bây giờ em sẽ đi tới vấn đề công nghệ. Rồi, bữa nào em mượn tiền em nói sau. Bây giờ cái này này anh em này, nó có cực kỳ là đơn giản. Còn anh em nào nhận được đồ này á, thì anh em nào không hiểu thì anh em cứ nhắn tin Zalo, em sẽ gửi đường link ở trong YouTube, để cho anh em sử dụng. Cái này không có gì cả. Bởi vì các anh em có thể nhìn lên cái món đồ, các anh em cảm thấy khó hiểu. Thì cái thiết bị ở đây em đã ghi cho mọi người. Thiết bị kiểm tra cảm biến. Cái này chúng ta chỉ kiểm tra được cái gì gọi là cảm biến VS. Mũi nữa. Và ABS. Cái này thì anh em sẽ cấp cho Đình Tuấn một cái điện áp DC rồi. Đấy, một cái nguồn điện. Đấy, gọi là một cái nguồn điện DC-V. 12V. Đấy, gây. Còn anh em đừng kẹp vào bình đạp điện rồi 24V, 36V, 48V, 60V thì toàn. Bởi vì đây nó chỉ đề là 12V. Thấy chưa? Hai kẹp cá sấu. Thì ở đây có cái gì? Cái cảm biến, gọi là kiểm tra cảm biến. Anh em cắm vào, anh em quay cái xe. Đấy, được Honda và IA. Thì cái VSS nó nháy nháy là coi như cảm biến đấy tốt. Thế thôi. Còn cái này là chúng ta kiểm tra cái cảm biến của ABS. Cảm biến ABS. Được chưa? Thì nó sẽ sáng. Cảm biến ABS thì sẽ mô phỏng như này luôn. Anh em chờ chút. Đó, anh em chịu nói chia sẻ đi. Đang xem thì chia sẻ chút đi. Đúng không? Chia sẻ. Trời ơi, xem cái video hay vậy mà không chia sẻ. Phải chia sẻ mặn like vào. Đây sẽ là một cái bình 12V 7A 9A. 9A hoặc là 7A. Rồi, đừng lấy. Ok, một bình không nối tiếp. Thì nó luôn luôn chỉ là 12V 7A 9A. Đừng lấy bình ô tô. Ô tô có thể là A nó lớn. Đúng không? 75A rồi thì nó toang. Ở bình Attila. Rồi, bây giờ hai kẹp cá sấu cắm cho nó đúng chiều. Đấy, đỏ đi đỏ, đen đi đen. Thì cái hộp này nó hiện thị cái bóng đèn này lên thì chứng tỏ nó đã có điện áp. Rồi, em ví dụ kiểm tra cái dây ABS này đi mua ở đâu trên mạng. Đấy, xem nó tốt không. Đó, cái dây này. Hoặc là ở trên xe luôn. Trên xe và ở đây thì nó giống nhau. Trên xe thì anh em quay bắn. Còn ở ngoài này thì em lấy gì em đập đập vào đây. Rồi hai sợi dây này nó sẽ chạy thẳng vào hộp điều khiển ABS. Nó gọi là hộp đen. Đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ có hai dây cắm lộn. Thì nó sẽ xảy ra hiện tại gì? Và cắm đúng nó sẽ như thế nào? Rồi chúng ta chịu khó theo dõi video. Cực kỳ đơn giản. Giá 200. Đó, rồi cắm vào. Ok. Cứ cắm đại vào. Rồi. Vậy lúc này nó sáng. Được chưa? Rồi, cắm hai dây này vị nó sáng.
nó sáng quắc luôn, sáng lóe mắt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi lại, trắng qua trái, xanh qua phải xem sao. Rồi, ok, xanh qua phải, trắng qua trái. Rồi thì lúc này không sáng, đúng chưa? Rồi không sáng và sáng thì cái nào mới gọi là đúng? Thì anh em chịu khó xem video này. Đây là không sáng này. Đấy, cắm ngược lại nó sẽ sáng. Cái này sẽ là điện áp 12V che lại. À, rồi chúng ta sẽ bỏ đây. Cực kỳ đơn giản, chúng ta sẽ lấy cái dao lọc giấy. Rồi đây sẽ là cái cảm biến. Đấy, chúng ta cắm đúng thì nó sẽ không sáng. Rồi, ok, cảm biến này tốt. Đây, đó, rút nguồn này. Chúng ta cắm đúng thì cái đèn ABS sẽ không sáng. Là chúng ta cắm đúng, còn nếu cắm sai thì nó sẽ sáng. Rồi, chúng ta sẽ nhìn như này, cảm biến tốt này. Đấy, cái này là quay bán nhanh, ở trạng thái sung nhanh. Nó tùy theo ở trạng thái chúng ta bật nhanh. Rồi, nhịp đó. Ok, ok. Đó là cái cảm biến này tốt. Ok chưa? Đó là chúng ta cắm đúng chiều. Nếu chúng ta cắm đúng chiều, bóng đèn LED ABS này không sáng, chúng ta lấy một cái vật gì đó đập vào nó cũng không sáng, thì coi như cảm biến này toàn. Rồi, sáng. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm lại cho LED nó sáng, thì đương nhiên nó sẽ sai. Rồi, lúc này mình sẽ đổi lại xanh qua trái, trắng qua phải. Rồi, thì lúc này chúng ta cắm như thế này thì LED sẽ sáng luôn. Anh em dỗ ở đây coi sao. Đó, thấy không? Cực kỳ đơn giản, cắm vào đúng, LED tắt. À, cái này là sai. Nó cực kỳ đơn giản với quý vị và anh em. Chịu khó theo dõi video này ít ngủ lại. Nhiều anh em cứ ôm chị nhà ngủ sớm thế. Ngày mai mù mịt về công nghệ. Chị nhà là gì? Chị nhà là vợ mình. Đúng không? Ôm lúc nào cũng được. Tranh thủ buổi trưa. Ê, cứ vào té hè, té hè. Buổi tối là ôm. Đây, đúng. Rồi. À, cực kỳ đơn giản. Bây giờ em test cái ABS. Xong. VS. Trời, VS được bán ăn hết rồi. Đây, coi cảm biến VS không? Cực kỳ đơn giản cho quý vị. Không có gì cả, anh em phải suy nghĩ lăn tăn công nghệ. Rồi, ABS này xong. Bỏ qua cái dây này tốt. Được chưa? Rồi, cảm biến. Ok. VSS. Trời ơi. Này, anh em như kiểu mà chơi toàn nhạc này, cảm biến ok, tốt. Đó, đó. Cái cảm biến này thì chúng ta sẽ không cắm lộn dây được rồi. Bởi vì nó sẽ là 12V vào mát và dây tín hiệu, không thể nào lộn được. Này, thấy không? 200.000 bạc, anh em không mua thì mua cái gì bây giờ? 200.000 này, mua cảm biến về nhà đỡ khổ. Đó, tăng 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 tăng, tin 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 tăng 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 tăng, thấy không? Nó như kiểu đồ chơi chúng ta. Đấy, còn cái này là của Yamaha, được chưa? À, cực kỳ là tiện lợi. VSS là thiết bị này là kiểm tra cảm biến. À, gọi là kiểm tra cảm biến sống chết. À, thấy chưa? À, nó cực kỳ là rẻ, nó không thể nào mắc. Đó là xong cái bộ này. Bộ này là kiểm tra cái cảm biến APS, kiểm tra VSS. Còn cái bộ này là gì? Bộ này không kiểm tra cảm biến được. Cái này là thiết bị giả lập cảm biến. Nó đề hầu như hoàn toàn đều, hai cái chữ nó hoàn toàn trái ngược nhau. Một cái là kiểm tra cảm biến, một cái là thiết bị để giả lập cảm biến. Đó, là gì? Cái này nó sẽ giả lập cái cảm biến này bắn một tín hiệu xung lên cái đồng hồ công tơ.
Nó sẽ giả lập cái cảm biến này, nó bắn một tín hiệu xung lên đồng hồ công tơ. Đơn giản ở đây có mà anh em thợ bơm hơi vá lốp chắc cũng biết. Nếu chịu khó nhìn vào, từ từ anh hỏi. Ba màu dây này ông Tuấn ông làm ra tương đương với ba cái bulin chiết áp vàng đỏ xanh. Ok. Và ông Tuấn ông ghi rất rõ ở đây là VSS. Nó là đọc thiết bị này giả lập cái cảm biến VSS rồi. Xoay cái bulin này nó sẽ phóng ra một tín hiệu xung phi thẳng lên đồng hồ. Đây, và cái dây vàng. Còn sensor. Nói từ tiếng Anh thì có vẻ là hơi vất vả và từ viết tắt. Nó sẽ là cấp ra một cái điện áp từ 0 cho tới 5V tẹt bô khi xoay cái này. Ở điểm mắt mùng là 0 đến 5V. Đây, để giả lập tất cả cảm biến gửi cái giá trị điện áp về con IC. Con IC cần nhận được một cái điện áp. Tất cả cảm biến trên xe Honda chỉ cần cái điện áp 1, 2, 3V là nó im mồm ngay. Im mồm không bao giờ xuất hiện cái lỗi số 1, số 8, số 9, số 7. Ê, không bao giờ nó xuất hiện cái lỗi nữa. Đấy, còn xuất hiện thì lúc này có thể đang bị đoạn mặt sợi dây từ cái rắc cảm biến này về xe. Chúng ta phải đo thông mặt. Rồi cảm biến góc báo lỗi bao nhiêu? Phải đọc tài liệu. Nửa vôn. Xong. Đó, sensor là một cái giá trị cấp ra một cái điện áp. Thì ở đây ghi bằng vôn thì có thể là anh em bơm hơi vào lốp dễ hơn. Vôn. Đấy, DC vôn. Cái này là DC rồi, khỏi cần viết DC vôn. Từ 0 cho tới 5 vôn. Đó, nó sẽ ra là cái dây màu đỏ cho quý vị. Và ở đây cung cấp cho tặng cho quý vị một dây này, sợ quý vị ở nhà mua không có hoặc không đào đâu ra cái rắc này. Cái rắc này rắc nhập ở bên Mỹ về, sợ anh em không có, cung cấp cho anh em. Cái rắc này sẽ là rắc gì? Rắc di chuyển. Đấy, để mọi tình huống trên cái con cảm biến thì chúng ta lấy cái này chúng ta đâm vào, bởi vì đây nó sẽ là rắc cái. Ví dụ chúng ta giả lập cái gì? Trên xe nó là rắc cái thì ok, đâm cái này vào. Rắc di chuyển. Đấy. Tước cái đầu này ra. Chọt vào. Xoay một cái giá trị điện áp. Phóng thẳng lên. IC hết báo lỗi là ok. Đấy, di chuyển. Còn cái này là gì? Cái này khách hàng mang vào. Ở trạng thái đổ xăng đầy. Đồng hồ không sáng, không nháy. Đồng hồ báo xăng. Chúng ta vặn lên cái đồng hồ báo xăng nó lên cái. Bảo anh chị tháo ra. Thay phao. Phao bán ra ăn cha rồi. Hoặc xe chị có phao đâu. Mọi người hiểu không? Trời ơi, xe chị có phao đâu. Rồi ok, mua phao lắp vào. Đấy, không? Còn bây giờ giả lập báo xăng lên đồng hồ, không lên thì đứt dây hoặc hư đồng hồ. Quá chi đơn giản. Vậy ở nhà quý vị ấy, chẳng có gì cả. Ở trong những cái máy của quý vị ấy, nó đã có cái này rồi. Đấy, hoặc là mình bán cho mọi người cái này, mình đã cung cấp cho mọi người hai sợi dây rồi. Ok chưa? Để cắm vào đây này. Đây rồi. Thì anh em có thể mượn cái này, anh em cắm vào đây. Nó sẽ là điện áp DC 12V. Đây. Thấy chưa? Vào đây. Đấy. Là xong. Ok, điện áp 12V nháy nháy chơi. Thì bộ này lúc này nó ok. Đấy. Rồi. Còn mình đưa cho anh em, nếu nhà anh em không có cái dây này, không mua cái bộ này, mà anh em trên mạng mua lẻ này, hồi giờ từ bé giờ chưa biết dùng cái này, mình đã cung cấp cho anh em cái rắc này rồi. Anh em tước ra câu cho mình cái kẹp cá sấu này. Chạy ngay ra tiệm điện. Chú ơi, bác ơi, dì ơi, cố ơi, bạn con hai kẹp cá sấu. Về nhà cắt cái bộ dây điện Zimway mà thay của khách hàng lấy hai sợi dây. Câu cho mình câu chì ở đây. Hoặc là một con iốt để nó bảo vệ. Là sao? Để ok. Thì ở ngoài này nó sẽ là âm. Ở trong cái ti này là dương. Dùng cái đồng hồ đo tít tít dây nào trong cái lỗ này, cấp cho nó điện áp dương vào. Đấy, thế là xong. Nhiều anh em cầm cái này chẳng bị cái mô cái tế gì cả. Tuấn ơi, cái ni làm gì? Thì anh em phải nhìn vào. Anh em nhìn cái này. Ok.
À, cái này còn thiếu kẹp cá sấu. Đấy, nó như thế này thôi. Được chưa? Bởi vì cái này tôi bán quá rẻ cho anh em mà. Đấy, bán lại lỗ luôn. Công nghệ bữa nay mà nó rẻ như kiểu bó rau muống. Rồi, xong. Rồi, có rất nhiều anh em hỏi cái này là bao nhiêu vôn? Ok, rất đơn giản. Không có gì khó. Chúng ta thợ nào phải có cái đồng hồ. Muốn điện áp ra bao nhiêu cũng được. Bởi vì nó điện áp từ 0 cho đến 5V. Không có gì khó cả. Rồi, ok, cái đồng hồ. Bật thang đo lên 20V DC. Còn nếu anh em không biết sử dụng đồng hồ, tốt nhất chúng ta không nên làm điện nữa nhé. Đồng hồ không biết xoay về cái thang đo nào, chúng ta không nên làm điện nữa. Mất công điện nó giật. Đó, điện nó giật thì nó khổ lắm. Ok chưa? Đó, điện nó giật cho mày tê chim á. Tê chim. Ok, bỏ cái quả rẻ. Đấy, nhiều anh em kiến thức còn quá yếu luôn. Nhiều anh em chỉ biết là cắt vào dùng cái tuyệt chiêu gì để mổ lấy tiền. Dùng khách hàng dùng cái tuyệt chiêu gì mổ để nhanh lấy tiền nhất là anh em đi tới con đường nó nhanh nhất. Còn nói chung là chẳng cần phải học đau đầu. Thế rồi học đi đau đầu khó quá đi tuyến trên. Rồi hai que đo này thì cần gì âm với dương? Không cần âm và dương cả, kệ ông nội nó, thằng thầy bà nào trên mạng nó dạy em ơi phải vào đúng âm đúng dương. Khi chúng ta là một thợ chuyên nghiệp khỏi cần âm và dương, đồng hồ này sai là báo trừ, thì hai que âm và dương này lộn cọc thôi, chẳng có gì cả. Được chưa quý? Đây cho vào đây luôn đó, cho vào mát. Anh ơi, que nào que âm, que nào que dương, nghe nó phiền phức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn ra, xuất ra một cái điện áp từ 0 cho tới 5V. Bulin này tất cả trả về 0. Rồi. Ok. Rồi, cái này bấm vào đây. Vào mát, vào mát. Này, như que này này. Vào mát được này. Này. Đó. Âm này. Rồi cái này xuất ra điện áp dương này, này trừ này. Đấy, nó chỉ là trừ cộng thôi. Nếu mà đúng cọc thì ok. Còn này trừ cái ông nội đó. Nhá, lỡ cắm rồi, cắm lại mới công mỏi tay. Rồi, lúc này chúng ta sẽ nhìn này. Rồi, âm dương này. Rồi, không vôn. Được chưa? Này, ok, muốn thiết bị gì chúng ta muốn bao nhiêu? 1V đúng không? 1V. 1V. Ok, cái này như kiểu cảm biến gốc của Yamaha. Chỉ cần bắn cho nó một cái điện áp khoảng 1V gửi về con IC phát, lúc này hết bao lỗ cảm biến gốc, vít cảm biến gốc ngay, xe nổ phò phà, phun xăng đến lửa ngay. Trên tất cả những dòng xe có cảm biến gốc của Yamaha, từ đời nhà Tống cho tới đời nhà Thanh, đời nhà Minh, đó, chỉ cần khoảng 1V như vậy thôi. Là dây này sẽ gửi một cái điện áp phi về con IC thay cho cảm biến gốc, nổ máy ngay. Đó, được chưa? Rồi bây giờ viết IAT, TB, cảm biến nhiệt, oxy, vân 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 vân, cho lên một phát nữa 2-3V. Rồi xong. Rồi cắm vào, bật khóa điện lên, hết báo lỗi ví dụ số 1 hay là số 7, số 9. Ok, hư bộ à. Còn nếu báo lỗi số 1 nữa thì phải đo thông mạch lên IC. Đứt dây nối lại, thông mạch chết mạch IC. Đấy, nó cực kỳ là đơn giản mà. Anh em thấy không? Đó, điện áp. Đấy, nó cực kỳ là đơn giản. Đấy, thế thôi, không có gì cả. Rồi, 350. Đấy, mua anh em nào mua nhanh. Về nhà làm đỡ cuộc đời đỡ phải khổ. Bây giờ thời buổi công nghệ 4.0 vẫn số 1. Lỗi gì? Cứ lỗi gì luôn, Tuấn ơi. Lỗi số 10. Làm gì có lỗi số 10? Đứt cây dây của cảm biến IAT, cảm biến gió nằm ngay cái bầu bầu lọc gió, cái sợi dây nó sẽ chạy ở dưới cái họng ga đứt. Cái đèn chất đầu tiên bật khóa điện lên quý vị bỏ qua, đọc kế tiếp. Đây quý vị chơi luôn cả phát đầu tiên. Tuấn ơi, mẹ ăn đếm 10 phát. Nhiều anh em ở gốc Bắc làm phát Tuấn ơi, ăn làm 10 phát. Mẹ đèn vàng vàng chớp 10 phát.
Đúng là khổ cuộc đời thật. Nha. Cuộc đời này cứ phải gọi điện thoại suốt ngày. Đời quá khổ trong cuộc sống ngày hôm nay. Quá khổ. Rồi, không biết thì lật cái này ra bảo mà lỗi xe gì. Trời ơi, tài liệu này giá rẻ như cho. Tặng quà luôn, mục lục. Honda, chết cha rồi, Tuấn ơi, không có lỗi số 10 thật, đúng. Chắc anh đếm lỗi số 9 mày ạ. Đấy, mở ra, cảm biến nhiệt, độ khí nạp IAT là cảm biến gió. Hỏng cảm biến hoặc là đứt dây hoặc là lỗi mặt IC. Xe nổ được nhưng hao xăng. Thế là vò mở yên lên đứt dây cười ha. Lấy được 100k cười như nhái. Đời mẹ vô tổ, mẹ buồn cười thật. Mở cái yên ra từ bé giờ chưa bao giờ nối được cảm biến IAT. Đấy, nó đứt ở cái bầu bộ e. Xong tí gọi lại bảo ăn lượm bao nhiêu tiền. Đổ ăn lấy 100.000 cười te lét đổ đứt dây mày ơi. Cuộc đời tại sao cứ phải như vậy, làm gì mất thời gian mất câu hỏi. Thì bụp luôn cái bộ tài liệu này về. Không có thiếu cái gì ở trong này cả, chân IC đủ các kiểu sở mất kỳ. Những cái quan trọng là quý vị có chịu đọc hay không. Đời nó khổ vậy. Cứ hơi tí nhặng lên là gọi điện thoại, trả vờ ra sau đi đái phát là gọi điện thoại. Bảo có phải anh đang đi đái đúng không? Anh đang trả vờ đi đái đúng không? Kêu thì phải sao chú mày biết. Bảo thì mẹ những cái top đấy mà em ở trong bụng có ăn hết rồi. Hoặc anh đang chạy thử xe đúng không? Tôi thấy gió pha cái. Tôi bảo là anh đang chạy thử xe. Thế và đa số là các cụ mẹ cứ gọi Zalo mấy Messenger là nhiều thôi. Thì tôi biết là các cụ sẽ đang đi tiểu ấy. Trả vờ đi tiểu. Đấy, đi đái đi đồ đấy. Đấy mày. Đếm. Quái lạ nhờ các xe này. Tại sao Honda báo lỗi số 10 nhưng tài liệu thằng này nó lại không ghi số 10. Chắc mình đếm lộn. Đọc lại phát nữa. Đấy nhá. Đấy. Ok. Còn báo lỗi số 9 dùng cái này. Đấy, dây màu đỏ. Đấy. Sensor. Đấy. Giao cái điện áp từ 0 cho tới 5V. Lỡ may xoay 5V IC cũng không bao giờ chết. Bởi vì cái này điện áp nhỏ. Nhá. Đấy. Xoay lên 12V nó mới chết. Còn cái này nó chỉ là 5V kịch kim. Đây kịch kim nè. Trời ơi, bán mấy cái đồ này có giàu đâu anh em. Đa số muốn anh em giỏi thôi. Ok điện áp nè. Bình này hơi yếu. Được chưa? Còn khoảng hơn 4V. Đấy, bình này hơi yếu nè. Đấy, bình này sáng giờ hết rồi nè. Đấy, còn có 11 phải mấy à. Đồng hồ này đo này chưa có tải thì không thể nào biết được bình này yếu rồi. Đó. Ok. Thì làm sao mà chết được, lỡ tay vặn lên đây. Không bao giờ chết được bởi vì điện áp dưới 5V. Đấy, mua đi có mấy trăm ngàn thôi, có cái gì đâu, về nhà nó khổ. Tài liệu này về nhà đọc cho nó sáng mắt. Bán mấy cái này có giàu đâu, chỉ cần giúp đỡ anh em thôi là mình vui rồi. Đó, chịu khó học. Sau hai cái này. Khó quá, cứ nhắn tin cho tôi. Không được gọi tôi Zalo hoặc là gọi sim. Tôi sẽ gửi đường link cho anh em có cái này nữa. Khổ đời ghê gốm. Cái này thì không thể nào mà Việt Tuấn mà nó bán cho anh em cái này mà cắm vào bình được. Nó không ngu tới mức độ như vậy. Đó, cầm cái này lên thì chắc chắn sẽ biết rồi, cái này sẽ cắm vào điện AC 220 xoay chiều. Không thể nào thằng Tuấn nó ngu đấy, làm cái này mà để mẹ để về nhà các ông phải nối từ đây qua đây được. Đúng không? Thà nó làm như vậy, nối kẹp cả sấu. Chắc chắn cái này phải cắm vào ổ điện. Ok, kiếm ổ điện, nối vào. Đấy. Bởi vì anh em mình nó còn quá yếu, đúng không? Chắc chắn thằng Tam Mao, Tay Ga thì Tuấn nó làm cái này để cắm vào đây. Rồi, cái này bình không sử dụng nữa. Đó, ok. Cấp dây, điện lưới 220. Đấy, 3 pha nó sẽ là 380. Rồi 220 có thể điện nó có thể tụt lên tụt xuống 220 mấy 230 bởi vì nhà chúng ta không lắp cái đấy. Ok. Đó, ở đây ổ cắm điện nha, đứng sờ vào giật chết ngay. Đó. Ok. Còn này chỉ là công tắc ngắt bóng, nó như công tắc còi thôi. Đấy, nhả ra bóp vào thì nó đụng nhau. Đơn giản như vậy, nhiều mọi người vẫn chưa hiểu. Như sợi dây như vậy nó đứt ở đây. Thì đứt này nó sẽ giả lập một cái điện áp về cái trên kia, nó sẽ không sáng được. Bởi vì nó đang đứt ở đây nên chúng ta phải đo từ cái rắc này về kia đứt không. Thông thì bóng đèn hư. Còn
ngắt mặt thì nó đang bị hư đây. Có nhiêu đó thôi, cái luật đơn giản. Và cái điện nhà này chúng ta chỉ là điện xoay chiều lắp vào mà nó còn nổi như đom đóm. Bởi vì các ông câu âm qua dương, dương qua âm, mẹ từ cái ổ cắm này qua ổ cắm kia chẳng nổ bong bóp. Ông hiểu không? Nên mấy ông phải đấu và biết ở dương. Và dây này mấy ông phải cột lại. Đấy, còn cái bóng đèn này là bóng xoay chiều, tôi không nói rồi. Có ổ cắm mấy ông phải xoay cho nó đúng. Nổ bóp bóp. Đủ có nhiều đó thôi, mà làm cũng không xong. Vậy mà hơi tí vợ cháy bóng đèn bảo ừ ok để em làm cho. Lên điện nó giật cho há mồm. Rồi cái này là 23V, cái này là điện áp nhỏ thôi. Nha. Đấy. Rồi thì bèo gì thì bèo, cái này nó sẽ là 220. Đi qua cái này nó sẽ hạ điện áp. Nó đơn giản giống anh em những cái adapter của anh em mà khi mà anh em mua máy đó. À, sớm mất tun hay can can ít gì luôn luôn có cái adapter 220 để chúng ta làm bàn làm việc thay thế cho cái bình. Rồi cái này ok, xuống đây 23V điện áp nhỏ. Được chưa? Thì ở trong này xa này ra chút. Mấy công cắm cái dây này vào trong cái nổ. Thì bèo gì thì bèo, thằng Tuấn nó cũng làm ra cho mình 4 sợi dây, tương đương sẽ là 2 cặp. Đây nó sẽ nối ở đây thì ai cũng biết rồi, 2 cặp. Rồi dương âm. Rồi bây giờ cái bo led nào đó thì dí vào đây, led nó sáng không, âm và dương. Còn cái pha đèn thì bây giờ chọt vào đây, cái rắc pha đấy nó làm nhỏ. Đấy thì chọt vào. Ok chưa? Đây, đơn giản, bình điện. Rồi, ok. Led ước gì cái này điện áp tự động nó sẽ tính toán cho mọi người. Đây, nó 23V này. Ok này, 12,2V này. 3V nó sẽ báo 3V. Đấy, 18V nó báo 18V, 20V báo 20V. Ok. Lỡ may này, xui rủi này, đi nhậu nhậu về lỡ may cũng chẳng cháy. Chẳng xịt khói. Đấy, ok chưa? Đấy, hạn chế không được quẹt như này nhiều. Ok, chúng ta sẽ kiếm con led 3V, nó sẽ ra điện áp khoảng 3V. Nối tiếp nó sẽ lên khoảng 6V. Bởi vì 2 led, 33 sẽ là cộng 6. À, ngày xưa mà tôi được đi học điện thì chắc bây giờ tôi cũng giỏi lắm anh em ơi. Hên, tôi chưa qua trường lớp nào đào tạo gì hết. Đó, đây. Tại sao nhiều mọi người lại hỏi con led này, Tuấn ơi con điện trở bao nhiêu, điện trở là gì? À, điện trở là cản trở cái dòng điện. Tùy theo cái điện trở nó lớn thì nó cản trở lớn, con điện trở nhỏ thì nó cản trở nhỏ thì bóng đèn led này cháy. Còn điện trở lớn thì nó cản trở một cái dòng điện lớn vào trong này thì led này nó mờ. Và chúng ta phải dùng con tương đương để cho led này nó vừa sáng là con 1 ký. Còn bây giờ chúng ta đã có thiết bị này, chúng ta khỏi cần dùng con trở. Và nhiều người cũng có cái buồn cười thật, cầm con trở lên trên. Và mọi người có hỏi con trở này đấu chiều nào là âm là dương. Hai cái chân này nó giống nhau thì chẳng có chân nào âm và dương cả. À, đầu này cũng được và đầu này cũng được. Bởi vì nó có làm ký hiệu đâu. Mà chúng ta phải đúng đầu. Thấy chưa? Hai đầu này như nhau. Rồi, cái này sẽ là 3V. Đấy, đây, ngược. Con này sẽ là con gì? Đấy. Rồi, diode. Người ta gọi sẽ là chip led. Led là công suất nhỏ, led là công suất lớn. Rồi, đúng chiều. Chân dài này sẽ là chân dương, chân ngắn sẽ là chân âm, tương đương với ở đây, sáng này. Rồi, 2V. Ok chưa? Đó. Còn bây giờ chúng ta đưa cái điện áp 12V vào, chúng ta kích như này và nó cháy ngay. Đấy, còn cái này tự động nó sẽ tính toán cái điện áp phù hợp với thiết bị chúng ta đo, thoải mái, giá rẻ như lợn chết, comment. Để lần sau led vào không cần phải kiểm tra, ừ em ơi, anh ơi hỏi thằng nọ thằng kia cái pha đèn nó có cháy hay là không. Dùng cái này, mấy bộ tài liệu nữa hoặc trên app hướng dẫn chỉ hết. Ok. Còn khi chúng ta cấp ra cái điện áp ở đây, hai bóng đèn này thiết nối chân nào cũng được. Âm và dương tùy chọn. Đấy, thiết thì nối chân dương. Ok. Được chưa? Đấy. Thì lúc này một cái điện áp 12V hoặc là 14, 15V khi nổ máy lên đi qua đây điện trở là gì? Là cản trở dòng điện. Đấy. Hiểu nôm na nó sẽ hạ một cái điện áp. Nó mới chạy vào led. Không led nó cháy. Ông nội nó đi. Hiểu thế thôi. Bởi vì hiểu giỏi cũng chẳng sản xuất ra được cái bóng led này đâu.
Nè. Đó. Vẫn sáng. Ok, bởi vì cái này điều khiển điện áp. Đấy, cái này cắm vào đây là ok nghe này, không cháy nữa. Là con điện trở 1K. Đúng không ạ? Khó chạy điện điện tử. Anh ơi, xin cho em xin con điện trở 1K là 1 kilo ôm, là 1 ký gạo. Hiểu chưa? 1 ký gạo. Chắc ai cũng bỏ lên đồng hồ đo được. Kilo ôm là 1 ký gạo. Rồi. 12V chạy vào đây, qua đây cản trở dòng điện đi vào led sẽ không bao giờ cháy. Led này trạng thái là con diode nha. Đây. Đấy, gọi là diode phát quang. Nhiều thầy bà điện tử gọi là diode phát quang hoặc gọi là chip led ở trạng thái led công suất nhỏ. Ok. Còn cái này người ta sẽ gọi là cái volin. Đấy. Muốn bây giờ đi vào karaoke tăng nhạc lên ok. Đấy, đi tăng 2. Lúc này chưa có bia rượu, nghe bài nhạc nhỏ nhỏ. Em ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh. Rồi, lúc này đi nhậu say mở to lên, lúc này chơi nhạc remix. Pin pin. Nó đơn giản giống con TBS. Ông không lên ga thì lúc này nổ ở trạng thái Galanti RPM. Ông lên ga vừa vừa, ok. Ông tăng ga, ông đi ăn trộm chó, ông đi tiếp cự vàng, ok. Khi mà tăng hết ga đây nó chạy không được. Ok. Cái biến áp trong này có vấn đề. Nó chỉ là cái mặt quét. Hiểu nôm na nó như cái mặt báo xăng. Pha lúc này đã nâng lên cao nhưng tại sao phanh báo có nửa? Đấy, nó hư mặt quét, tháo ra thay. Đừng có hỏi sửa được không, đúng không? Thay. Đó là con TBS. Rồi, bữa nào mọi người mua phụ tùng đi ủng hộ tôi đi. Nè, và đơn giản cái sao không cần phải ủng hộ sao? Biết sao anh em ủng hộ phụ tùng. Đó, và ủng hộ phụ tùng làm có tiền lâu lâu tôi dạy, chịu khó bỏ 1 triệu, 2 triệu ra học tiếp tục nâng cao. Đó. Còn nhiều anh em bỏ ra 1 triệu, 2 triệu về nhà kiếm được 10 triệu rồi, cứ chờ online miễn phí. Mất wifi. Bởi vì chúng ta phải hiểu như thế này này. Kiếm được tiền của thằng tay ga thì Tuấn học, ví dụ kiếm được 10 triệu, lâu lâu nó dạy cái gì ủng hộ nó 1 triệu, 2 triệu. Chúng ta lại lúc này có thêm một tầm kiến thức thứ hai để ủng hộ cho tôi một cái tinh thần. Tôi lại nghiên cứu ra cái gì hay tôi dạy cho mọi người kiếm tiền. Tôi nói thẳng luôn ở đây có rất nhiều anh em lạm dụng mẹ tiền thì cứ muốn kiếm vô bờ bến, học thì cứ đưa ra học miễn phí đấy. Vừa rồi ở đây tôi mới test một cái bài thử tôi dạy trong online 1 tháng, chứ bao giờ tôi dạy online 1 tháng từ FI này cho tới nồi này cho tới xăng. Nhiều anh em bảo Tuấn ơi cho anh học free được không, anh có biết là 1 tháng tôi dạy liên tục tôi phải bỏ ra mất bao nhiêu về cái cảm thấy sức khỏe, và tôi phải dạy cho anh em rất nhiều và nhiều anh em há miệng ra free nhá. Thà anh em làm câu chú Tuấn ơi hoặc là anh Tuấn ơi hoặc là em Tuấn ơi, khóa học này có chát không, gọi mẹ một từ là chát không hay là đắt không, thì em sẽ bảo một câu thôi tình nghĩa anh em mua phụ tùng hoặc cái gì đấy thôi em sẽ ưu đãi cho mọi người giá rẻ, nó phải hay hơn không. Cứ chú ơi free trong vòng 1 tháng gọi ăn vào với nhá, thì thật sự cứ free như vậy em chết há mồm em ngay. Đấy, mọi người phải ủng hộ để em có cái sống để tiếp tục em mới dạy. Còn tất cả những cái gì em tri ân cho mọi người mua phụ tùng được ok, 4 đêm hay 3 đêm với cái gì đó em làm được là em làm, còn đôi khi 1 tháng em không thể nào làm được free như vậy em chết ngay, đúng không? Kiến thức mọi người cần thì mọi người phải bỏ tiền. Đấy, em phải bỏ những cái đêm, những cái ánh đèn sáng chói chêu như này. Còn những anh em mua phụ tùng của em thì cứ lâu lâu em phải khuyến mãi lần 3 4 đêm là chuyện bình thường. Đấy, còn nhiều lúc em khóa học đặc biệt thì mọi người phải xin tiền một tí, đấy không? Đó gọi là chứ mọi người bây giờ chỉ biết là kiếm tiền. Đúng, mọi người chẳng nghĩ về em mẹ gì cả. Nguyên cái livestream này không mọi người có bổ ích rồi. Nên nhiều anh em giờ cứ ngủ sớm vào sờ ti vợ, mẹ con một bên bố một bên, không sợ thằng con nó sờ mất ti của mẹ thì đầu óc này sẽ không bao giờ em bảo lớn lên được. Thì luôn luôn nó chỉ là làm cái nghề này luôn luôn chỉ là hỏi hỏi suốt ngày hỏi và suốt ngày bị ăn hẳn. Đấy, đây em đầu tư băng keo này. Đấy. Rồi 300 mấy chục ngàn, 3 cuộn phát phát lại hết. Bởi vì nhiều món đồ nó nặng, phát phát lại hết. 3 cuộn, hơn 3 cuộn đấy, hôm nay 4 cuộn đấy, hôm nay cuốn gần hết rồi. Đấy, 4 cuộn đấy thì mua lẻ 1 cuộn 95 ngàn, nói có bóng đèn. Đấy, mua lẻ là 20k một cuộn, mua 5 cuộn như vậy. Đấy, 6 cuộn luôn chứ không phải là 5 cuộn. Đấy, mọi người thấy không? Đây mua lẻ là cuộn này 20 ngàn cuộn này. Mua số lượng nhiều là 5 cuộn là 95 ngàn. Bình thường là mua lẻ ở ngoài 5 cuộn là 100. 4-5 lít.
liên tục như vậy. Đấy. Đấy. Ok, rồi bây giờ cái xin xăng này, em chia sẻ hết, mọi người phải yêu mến mọi người chia sẻ. Rút cái này ra, điện áp 220. Ok, dẹp hết cái này. Cái này chỉ cần nhắm mắt mà mở mắt là chui vào. Đấy. Rồi cái này đang sét nha. Cái này mọi người phải lau sạch đi. Nghiêm cấm mọi người bôi mỡ bè nhẹt. Có thì bôi miếng nhớt sạch, quét qua nhẹ một cái. Mà nhiều ông vô cộng sinh này, tôi thấy mỡ mẹ mới ông mua mỡ rẻ quá hay sao á. Mỡ nhét te le hạt me hết. Được chưa? Mỡ gì đâu mà nhét te le hạt me hết trong này, ghê thật. Rồi cái này đang xét nè. Bôi tí nhớt thôi. Mẹ mỡ gì đâu mọi người cứ nghĩ mỡ nhẹ. Đấy. Ok. Rồi bây giờ nè, ok nhá. Thì zin nó như này, bây giờ cộng xin dưới này, bây giờ Tamao nó bỏ rồi. Tamao tay ga Đình Tuấn rồi, nó vứt hết rồi. Giờ xin nè. Bữa nào tôi đặt về cho anh em nha, 4.500 một sợi nhá. Nhắm mắt mở mắt, bao bao giờ xăng nó ra. Cái này mai tôi mua tôi gửi cho anh em á. Nè. Ok. Mày nhắm mắt mở mắt là nó phải chui vào rồi. Nếu có miếng nhớt. Rồi, ôm nó phải ôm nha, không được lỏng nha. Nó lỏng thì đương nhiên lúc này nó bị chai rồi. Đấy, nó bị nở rồi. Nó phải ôm khít như này. Ok. Đấy, cái này ngày mai gửi Hà Nội mới sờ một tun nè. Đấy, cái này của Tuấn, anh Tuấn nè. Đấy, mai gửi để mai chạy xe cái. Ok. Chưa? Ok. Nè, cái này có miếng nhớt nữa này, lắc phát vào này. Xong. Có cái gì đâu mà. Đây. Khít khít. Bao mọi người đổ xăng đổ nước vào trong này, mọi người lắc nè. Cứng ngắc. Đây. Thấy chưa? Đây là nó vào xin rồi này. Vào là cứng ngắc nè. Kể cả đè bên xăng ấy, ở trong, nếu mà lấy được cái bơm này ra để thay tụ, đúng không? Vô trong. Tiếp tục lận ra thay xin nhá, thay hết cho tôi. 4.500 thôi, bữa nào tôi mua cho. Rồi. Ok chưa? Nghiêng cái này, lắc cái này, dí này. Ok này. Tôi bao mọi người là xăng đổ nhá, mày có mà lắc cái bình này ngược lại cũng không bao giờ gọi là từ chảy. Nhanh không? Cứ phải lấy tô vít rồi mài đổ. Anh em làm những cái chuyện mà nó khá là vất vả. Và đặc biệt khách bảo mẹ cái thằng này sao nó lấy ra nó lắp vào tôi mà lâu thế, vã bồi hột. Nhiều lúc lấy tô vít chọt chọt vào cả tay nó chảy cả máu. Cuộc đời nó dễ như vậy không làm. Đó. Mua ba xin trên mạng, trời cho đất Phật, về nhà cũng lép vào há mồm. Ơi tiếp tục để bô hết cả vài cái này, vài chục cái này mua cho anh em này. Mua ở đây nó có bán. Đó. Trên mạng nhiều bố bán 5-6 ngàn, về nhà còn lo hết cả con mắt. Cái này nhét vào là xong. Đây, cái này khỏi cần nhớt nha. Mẹ tới mức độ mà chưa cần nhớt á. Rồi nè. Lắc nè. Bên này nghiêng nè. Ok, lắc cái vô nè. Cứng ngắc nè. Đó. Đó. Nè, xoay nè. Cứng ngắc nè. Đấy. Vừa tầm đây hết. Rồi, nhấc lên cái này. Đó. Thấy chưa? Tiếp tục nhét vào cái nữa này. Ok chưa? Cứng ngắc. Đơn giản bỏ mấy cái này vào và siết và lượm kẹo. À, oxy kẹo. Quá cực kỳ đơn giản. Thấy mọi người vô những công xin motorbơm này thấy vã bồi hột. Đó, giờ lắc lên này. Đó. Ôm mới người 20-30 cái treo ở trong nhà nó rẻ thúi ra 4.500. Mai đưa 5.000 cho chắn mua dùm cho mỗi người mấy chục bộ hết rồi. Cái này tí mai gửi đi Hà Nội cho ông của em. Làm cho 20 cái, đừng có bảo Tuấn ơi ship cho 5 cái, 5 cái mệt lắm, mất công rồi bỏ vào bì. Rồi, tiếp tục chọn đại cổng khác. Người ta làm như kiểu mà đi chơi á, còn nhiều anh em mà thấy nó phê quá. Đó. Thấy anh em đi làm ba cái nghề này, anh em kiểu như kiểu đi cày á. Cày húc mặt.
Đó, lặn nó vào, siết cẩn thận. Đấy, kéo đứt hai sợi dây nó cạ vào đây này. Đấy, dây đỏ dây đen đó, rồi nó nằm này. Rồi tiếp tục nghiêng này. Đấy, nó trồi lên này là chưa ăn này, thấy không? Kiểm tra lại. Rồi, ok. Đấy, cứng ngắc. Xong. Này, cái dịch này thì bố xăng nó không ra được, anh em hiểu không? Còn anh em mà nạy này nó nhét cầu xin nó không vào được, nó tòi nó ra nó vào thì đương nhiên xăng sẽ chảy thôi. Đấy, cho mọi người coi này, ba lát lên tí này. Đấy, thấy chưa? Nó là bình xăng thì chưa có nhớt nha. Đó, chưa có nhớt nó còn dễ vậy, nó xét nó còn vậy nha, mới thổi thổi thôi nha. Còn anh em cho mình nhớt vào lọt torch, khỏi cần vào nhớt, cho nó chắc. Đó, thấy chưa? Đó, nó luôn luôn tính toán đây anh em, nó hơi tí anh em đi ngủ mà. Mà cái live stream buổi tối này nó hay vậy mà nhiều ông cứ đi ngủ. Đấy, nãy đang 50 ngày coi thôi, 36. Đấy, mà cái này biết rồi ngày mai không cần hỏi nhá. Ngày mai có bảo, ừ Tuấn ơi, cái này thường ngày vẫn hỏi này. Ừ Tuấn ơi, mày thấy Tuấn ở đó làm xe ga, mình lâu lâu tháo ra thấy cái tụ bơm. Má mình thấy đưa cộng xin này vào phê quá. Trời ơi, phê cái gì mà phê trời. Cái gì nó phải có chiêu chứ. Nhá. Nên trên đời này em nói thật mẹ, nhiều cái mà trên đời này anh em chẳng có học, mà nhiều cái anh em lại giỏi hơn cả em. Đấy, nhiều cái món kia mọi người giỏi lắm. Mẹ giỏi cực kỳ luôn. Không ai bằng mọi người mới rượu bia. Rượu bia và cái món gái cũ ở trên đời thì chắc chẳng có thằng nào dạy cả. Đúng không? Bia mẹ uống sục 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 sục. Gái thì biết là ừ đi tay vịn, con này xấu, con kia đẹp. Đủ, mày ơi, hôm qua tao đi con bé kia tay vịn con ấy đẹp thật mày. Mẹ con ấy trắng thật. Mẹ con đấy không phải, nó tầm như hôm qua tao đi con bé khoảng tầm khoảng 19 tuổi. Đẹp. Thế mà mẹ bàn bạc với nhau hay mà làm mới này như vịt. Mẹ trên đời có mỗi cái ăn, mấy cái nhậu, mấy cái mà gái cú thì chắc chẳng cần ai dạy. Còn mỗi cái này cứ dạy tới dạy lui mà cứ quên luôn. Và thứ nhất là không đầu tư. Cái thứ hai là giờ này đi ngủ mất tiêu rồi. Xem những cái này có rất nhiều hữu ích, cái này tất cả nó là không đồng. Đấy là một cái hay. Đấy, ngày mai có motor bơm là bảo mẹ tay ga thì Tuấn còn nói phét trong nhở, sao nó vô cái tụ bơm dễ đấy nhở. Thì ngày mai nó lại tiếp tục phải đặt câu hỏi nếu không mua xin. Mẹ phải đi tìm được cổng xin này lắp vào. Mẹ đúng thật, thằng ấy nó live stream trên mạng nó thẳng thật. Mẹ đôi khi nó nói bậy mà lại đúng. Đúng, nhớ không? Đấy, trên đời phải thế, mẹ hơi tí bây giờ đi ngủ. Thế mà toàn chán thế mới ăn, em thấy mới ăn. Rồi, ít bữa nữa anh em nào mua phụ tùng em tặng cho cái bộ tài liệu để đăng ký khóa sở vật kỳ nhá, bằng thủ công. Nhiều lúc cái máy bây giờ đọc ra kỳ được, đăng ký chìa không được đâu, em nói thật. Chả qua em bán công nghệ, em không muốn live stream về máy. Nhiều cái máy bây giờ đọc ra kỳ, mẹ đăng ký FOB mới vào không được. Mẹ nhập thủ công phát ăn ngay. Đấy mà đôi khi máy mẹ cứ lắp vào nó cứ bảo là ừ kỳ này sai, kỳ này đang bị ọp. Mẹ ọp thế mà nhập thủ công xe nổ mẹ xịt. Nhiều lúc là đầu tư công nghệ mình phải bỏ tiền ra, chẳng lẽ mình đập mẹ cái máy đi nó phí, anh em hiểu không? Máy nó chỉ là một cái máy, nó cái máy nó chỉ là một cái hỗ trợ một phần nào trong công việc. Thế còn quan trọng nhất là chúng ta. Đấy, ý chí con người chúng ta luôn luôn phải vững chắc. Còn một cái thằng mặc áo Honda da rốt con bò, em nói là hai đứa mặc ba cái áo nóng bỏ mẹ. Em nói là mấy thằng thì mẹ trong hết mặc ba cái áo thì mẹ toàn con lợn. Giống cái hội mẹ nó cứ làm một cái hội khoảng vài ngàn người vào, hết thì đàn bà, hết thì phụ nữ, hết thì gái điếm, hết thì lung tung cả, chẳng chia sẻ mẹ ban bận trong ấy cả. Hội mới trả hè, đăng vài bài chia sẻ xong mẹ nó gỡ mẹ đi. Hội mới trả hè. Nên mọi người phải cố gắng, hiểu không? Mọi người còn yếu thì mọi người phải cố gắng nghe như thế nào hay livestream đúng mọi người học. Đấy. Thì mọi người làm gì mọi người phục vụ cho cửa hàng mình tốt hơn để mọi người hoàn thiện hơn thôi. Đấy, trong cuộc đời là thế. Đấy, hoàn thiện để kiếm tiền. Còn mọi người kiếm tiền chứ mọi người có cho ai đâu? Ai xin mọi người đâu? Thì lúc này ai xin mọi người?
người ta nghèo khó, mọi người có, mọi người tùy theo cái lòng hảo tâm. Đấy. Không ai bắt ép ai cả. Mọi người có thì mọi người cho 5.000, không có thì chẳng sao. Đấy. Mục đích ở đây cố gắng học để kiếm tiền, đam mê. Đấy. Ở cái nghề giàu nhất thì anh em hãy cố gắng thành công, lĩnh ngộ nó ra. Đấy. Và làm, và đồng thời chúng ta phải nhớ. Tất cả mục đích ở sống trên đời này làm để làm gì? Tất cả để kiếm được đồng tiền. Chẳng có ông trên đời nào ai bảo bây giờ sống mà không làm để kiếm đồng tiền cả. Đồng tiền nó luôn luôn là đi số 1 rồi. Em dám khẳng định mọi người điều đó luôn. Làm ra để luôn luôn nghĩ cách. Anh em yếu thì luôn luôn phải nghĩ cách để học. Học để con sai khách hàng vào để chinh phục, để kiếm được tiền. Đó là quy luật. Lòng người gọi là lòng tham, gọi là vô đáy. Lòng tham vô tận. Bởi vì cái lòng tham của chúng ta chẳng bao giờ gọi là từ có đáy cả. Đấy. Thấy không? Mọi người thấy cái của phụ nữ vậy có đáy không? Đúng không? Ngắn dài vào hết. Nó gọi là động không đáy. Mọi người ngày xưa xem phim Cái Việp không? Đấy, có nhiều lúc mà phim Cái Việp ấy, nhiều lúc cái động mẹ gọi là động không đáy. Chẳng có đáy mẹ gì cả. Rớt xuống đấy mẹ cỡ nào nó cũng sâu được. Mắc ở trên cạn thì lại ngoi lên, sâu thì sâu vô bờ bến. Chứ đời là thế. Gọi là lòng tham của con người. Lòng tham gọi là vô đáy, vô tận. Không bao giờ có lòng tham cả. Còn một cái thằng mà chơi chữ thì mẹ càng cái thằng thâm. Thấy không? Mẹ nó càng giàu càng thâm. Giống hôm nay SCB bị biến cố anh em thấy không? Đấy, toàn là mấy cái ông kia cổ phần, cổ nhất, cổ lung tung cái mẹ. Tự nhiên nội dân người ta ồn ạt lên đấy, đi rút tiền không không hết. Đấy, thế là thứ hai mà SCB mở hàng cửa lại. Nếu mà tất cả nhà nước đã cho ngân hàng SCB tiền cho mượn vay để hỗ trợ thì làm gì? Đấy, dân mất biết bao nhiêu tỷ, hàng tỷ tỷ con người, cũng chỉ là vài cái thằng to bên trên. Đấy, như bản thân tôi hôm nay mất mẹ nó 40 triệu tiền lãi, chuẩn bị rút tới đít rồi. Hôm nay mẹ ra quen lắm, nảy nỉ của mẹ nó, xào chỗ kia mới lấy được ra 1 tỷ. Đấy, nhiều người kia khóc lướt mướt, ra ngoài đó mới biết là chứng kiến được. Tiền ở xã hội có rất nhiều, và rất nhiều những người ông già, cụ già. Nhiều người cụ già, ông già, bà già không dám bảo con trở ra để đi gửi tiết kiệm và gửi nhà hàng xóm. Thì hôm nay vô tình nó bị biến cố, đúng không? Đấy, biến động một tí, nhờ người nhà đi thì bảo, ô mẹ, bà, ra ngân hàng làm cái gì, ra này ra ngân hàng. Mày ơi, bà bữa có gửi ở sổ tiết kiệm 15 triệu. Bà hôm nay nghe con cháu bảo bà là đi rút đi, đang có biến động, ra ngoài cứ lọc cọc thì bây giờ là một biển người. Nhưng nhân viên của SCB chỉ có 10 người đổ lại, và người thanh toán tiền sổ cho mọi người chỉ có 4 người. Đó, bốc phiếu bốc đồ, còn chưa kể quen hay không quen nữa. Ngồi chờ một đống ngộp ngạt ở trong luôn, tiền không biết có rút được hay không. Lại chết cha dính cha Covid. Đấy mọi người hiểu không? Mất rất nhiều tiền. Đấy, bởi vì đồng tiền quá tham. Đấy, nó như kiểu quyết FLC vậy. Đấy, hôm nay anh em chắc đọc báo biết, nó làm cho biến cố. Đấy, dân mình thì đương nhiên đồng tiền sót tha bỏ tiền lãi, phải lấy tiền gốc, còn sợ mất luôn cả gốc thì vỡ mồm. Đấy, như bản thân của tôi hôm nay tôi cũng đi số lượng đông, 1 tỷ Việt Nam là không lớn được. Mẹ tôi sửa xe thì không bao giờ tôi nghĩ có 1 tỷ, trừ khi tôi kinh doanh cái gì. Đấy, nhiều người bảo đừng rút, mà tôi bây giờ tôi thấy mẹ một biển người ngoài đấy. Hôm nay tôi đi ngang qua, tôi đi uống cà phê. Đấy, tôi chẳng bao giờ tôi nghĩ hôm nay là sáng thứ bảy, tôi nghĩ là người ta cần tiền hay cái gì. Thế vợ tôi mới gọi. Thế tôi ra ngoài đông đông như kiến. Thế bây giờ tôi phải đi theo số lượng đông, thà vứt mẹ tiền lời 40 triệu còn hơn là mất tỷ. Mọi người hiểu không? Cuộc sống này nó luôn luôn là như thế. Thì mẹ cứ toàn cái dạng thằng lớn. Đấy, nó làm chết cái thằng bé. Thì hôm nay anh em biết không? Nhiều người mới biết già hôm nay mới người ém. Có nhiều người gia đình bà mẹ bảo hôm nay biến cố xảy ra, mới bảo mẹ bao nhiêu, đầu tiên con nói 300 triệu à, bảo mẹ có rút không, thế tí nữa mới lòi ra là 3 tỷ. Thế nhà gì thì bảo mẹ mày tiền đâu mà tự nhiên lại bỏ 3 tỷ ngân hàng, bữa nói có 300. Thế bây giờ lòi ra hết anh em, cố gắng rút nay nỉ để rút, và bốc phiếu để rút, và tiền người ta phải trở về ao để người ta giải ngân cho tất cả dân. Có rất nhiều người nóng bởi vì sồng sộ, bởi vì số tiền người ta sợ mất. Bởi trong cuộc đời người ta làm dân dụng, tới lúc người ta chuẩn bị xuống lỗ, người ta mới tiết kiệm. Có nhiều người cuộc sống này nghèo, người ta tiết kiệm được có 200-300 triệu. Đấy, người ta bỏ vào, người ta để lấy cái lãi nho nhỏ để người ta ăn uống lặt phải. Nhưng nhiều lúc người ta sợ biến cố xảy ra nên người ta phải đi rút. Đó là đồng tiền mà. Đồng tiền đúng không? Nó luôn luôn đi với khúc ruột.
chúng ta phải bỏ mồ hôi sôi nước mắt. Đấy, rất nhiều người hôm nay có thể cầm tiền, tiền cầm tiền rất nhiều, cứ tờ châu săn cứ đếm cục 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 cục. Đấy, và tất cả tôi thấy những em và những em gái ở nhân viên của ngân hàng SCB tôi thấy làm việc mẹ không kịp uống nước. Đấy, lúc nãy là thật sự mấy em gái đẹp tôi muốn là đi mời cái lẩu. Đấy, họ ở lên làm cái lẩu bò, tôi thấy mấy em mới bận quá, không bỏ ra triệu hai triệu rồi dắt mấy em mới đi tí cũng được. Đấy mọi người không? Thì cuộc đời này nó luôn luôn là như thế. Đấy. Một tỷ nó to chứ, vài tỷ nó to, chục tỷ to. Hay nhiều người không có tiền trong tay mẹ gửi tiết kiệm như kiểu mới bà lão ông bà 15 triệu cũng to. Tôi nhìn thấy nhiều cái sổ bao nhiêu cố gắng để nhét vào, cố gắng thưa cháu nhét vào cho bà mệt quá rồi nhét vào, bảo bà có nhiều không, bà đúng có 15 triệu làm cái sổ tiết kiệm chuẩn bị. Thế cuối cùng bây giờ rút ra tất cả lãi nó chỉ là không đồng. Hay là kể cả ngày mai nó tới hạn rút, hoặc là thứ hai tới hạn rút, gọi là từ giải ngân để lấy tiền lãi, nhưng không thể nào lại chờ vào ngày thứ hai rút, bây giờ ra là không đồng hết. Không cần biết là mới ông gửi 8 tháng hay 1 năm hay chuẩn bị hết hạn, nó tất cả là không đồng. Giờ phút này chỉ rút ra cố gắng làm sao để được cái gốc. Bởi vì tài khoản hôm nay có thể là trong thẻ, hoặc là trong thẻ có thể là trong Pentin, không thể nào bán tài khoản qua điện thoại được. Như bản thân của tôi bên trái tôi rút một em, bên phải tôi rút một em. Bên này tôi rút sổ tiết kiệm, bên này tôi bảo em cho anh rút trong tài khoản. Tôi bảo ok anh Tuấn. Và nhiều người kia thì hôm nay nhiều người phụ nữ chờ tôi. Tôi bảo trả vờ tôi đi từ 8 giờ sáng nhưng thật sự đúng là tôi ngủ dậy muộn. Lúc mới 10 giờ tôi mới vào, tôi lại rút ra sớm. Thế mấy người kia bảo, ôi trời ơi em trai này hôm nay đẹp trai sao, được những em ngân hàng được ưu tiên. Thế tôi bảo tôi chỉ làm một cái tình cờ thôi. Đấy. Tình cờ thì vô tình em tôi chẳng có nói gì cả. Tôi bảo số tiền này một người nhờ tôi gửi ngân hàng, lỡ may mà mất thì đúng là em chết. Cuộc đời này em sửa xe không có gì em đền lại cho người ta được. Đấy, bởi vì người ta tin tưởng, người ta bảo em gửi cái tiền này. Đấy, thì chắc những em ngân hàng thì nhìn thấy em thấy tội thì người ta giải ngân sớm thôi, không có cái gì cả. Đấy, trên đời hôm nay rất là thú vị. Sáng nay tôi đi mà mặt tôi cũng mẹ căng thẳng, đang uống ly cà phê và tầm khoảng 10 giờ thiếu vợ tôi hỏi, vợ tôi thì không biết tôi có sổ tiết kiệm. Đấy, dứt điểm hôm nay tôi thấy có bóng đèn này luôn. Tôi bảo anh có chút tiền để anh xây nhà và anh mua xe, thì tiền đa số là em cầm, nếu anh xây nhà mua xe thì em phải ủng hộ. Đấy, thì hôm nay vợ tự nhiên là vợ tôi bảo ông có gửi tiền ngân hàng không. Đấy, nó lại thính tới mức độ như vậy. Đấy, tôi bảo có, chẳng có bao nhiêu cả, có 250 thôi em ạ. Anh cố gắng tích góp từ Tết đến giờ. Đấy, đưa cho em, giờ anh muốn làm cái đó anh chẳng muốn giấu đâu, có 250. Thế vợ tôi bảo ông đi rút nhanh thì bảo. Đấy, thì tôi mới chạy mẹ cắm đầu cắm cổ cắm lon thon thì phải bỏ đi cà phê ngay. Tôi có tiền tôi móc ra phát trả tiền 10.000 của tôi phi pha tôi lấy ngay, bảo em rồi ăn xin cái phiếu ngay lập tức. Bảo anh Tuấn hôm nay có việc gì gấp thế. Bảo anh đang cần tiền gấp để mua ô tô. Rất chi là thú vị và buồn cười trong cuộc sống này. Rồi tôi ước gì tôi để mua đi ô tô, sau tôi gặp những anh em rồi đấy, chúng ta sẽ ngồi hàn duyên lại chia sẻ. FI tôi không giỏi nhưng đủ để làm những con xe FI. Động cơ tôi không giỏi, tôi đủ để xử lý những cái động cơ êm nổ thì thầm, gọi như từ chó thở. Nồi côn tôi không giỏi nhưng tôi đảm bảo đủ căn cho anh em. Cắt kiếm tiền chiến lược tôi không giỏi nhưng đủ để giúp anh em thành công. Hãy chúc cho tôi thi cái bằng lái thành công ở vào cuối năm nay, mua được con xe. Những anh em khu vực miền Trung cứ ok, yêu mến, tin tưởng, yêu mến tôi, thật sự sẽ có từng nơi đến anh em tôi đánh xe. Đấy, tới đánh xe thì cất xe. Đấy, giao lưu tối đi ăn nhậu. Đấy, đi xe máy mọi người chở nó về. Đấy, hôm sau hôm kia nữa tôi tỉnh rượu tôi lại chạy xe về. Đấy, tôi chỉ biết là cảm ơn tất cả những tấm lòng anh em thợ máy luôn hiểu được cái tính tình của tôi, luôn thông cảm và ủng hộ tôi trong suốt bao nhiêu năm tháng vừa qua. Tôi cảm ơn mọi người, chúc mọi người và đại gia đình của anh em luôn luôn đại thành công, sức khỏe trong cuộc sống. Nếu mà có sức khỏe thì có thể chúng ta có gì trong tương lai cũng được. Tháng này không làm được thì tháng sau, năm này không thành công thì năm sau. Bởi vì quan trọng có sức khỏe, luôn luôn, luôn có một cái tư duy tốt để chúng ta hướng tới mục tiêu. Rồi, xin chào mọi người, clip video đến đây xin phép tạm dừng. Chúc mọi người buổi tối hôm nay thứ bảy ngủ ngon, hạnh phúc bên gia đình người thân. Anh em ngày mai có gì nhắn tin để lại Zalo, không có gọi, bởi vì trong quá trình chạy xe tập thì phải để chế độ rung. Rất mong mọi người thông cảm, ngày mai tôi sẽ viết cái comment
sẽ chạy ở chuyến đi Phú Yên, tập dượt cho nó quen đánh vô lăng như thế nào. Còn trước khi tôi học lái ô tô thì đương nhiên tôi ở trên mạng tôi nghiên cứu rồi. Riêng anh em chắc biết tính tôi, đúng không? Anh em học phun xăng điện tử chưa có cảm nhận sờ vào con xe để chúng ta sở hữu nó thôi. Còn tất cả ở cảm biến nó hoạt động làm sao thì đương nhiên nó phải vào đây hết rồi. Còn quan trọng là chúng ta phải được sờ, cảm nhận, gọi là từ thực hành. Đấy, rồi xin chào mọi người, vợ gọi rồi. Yeah. Ok. Hôm nay đi dép xăng là mọi người biết rồi nha. Này. Đấy, thấy không? Sần lét luôn. Xem như tàu là chuối non luôn. Thay đổi vào hôm nay mày mai đi xe. Ok, xăng. Rồi, thank you mọi người. Bây giờ thằng vợ gọi sớm với ta. Vợ gọi về nhà 11:23 rồi. Rồi xếp mấy toa nó đi về. Mai dậy sớm, mai hẹn đồng hồ 6 giờ dậy ăn sáng uống cà phê với sư phụ. Rồi hai thầy trò tung tăng đi con Vios. Tuyệt vời nhá, thank you anh em.